Radio Cà Phê FM 99.9 MHz. Vợ có sợ mình không? Chắc chắn nó phải sợ rồi. Mà nó không sợ thì mình sợ nó không? Thì sao mình lại nó đúng không? Xin chào các thính giả, chúng ta lại cùng gặp nhau ở quán cà phê radio của FM 99.9 MHz, 20:05 tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình được phát lại vào lúc 14:15 ngày thứ tư và các thính giả có thể nghe bất cứ lúc nào bằng cách lên trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị khách đến với quán cà phê radio của chúng ta, đó là nghệ sĩ Hữu Luân và MC Thanh Thảo. Xin chào khán giả của Radio Cà Phê. Nhỏ lớn mới gặp khán giả, thính giả của Radio đài. Cà Phê của đài lâu quá rồi. Tôi năm nay là tôi già rồi, gặp mấy cô này còn trẻ măng à, cỡ tuổi con cháu không à. Cái chương trình này là tên gì em? Radio Cà Phê. Tại sao tụi em lấy là Radio Cà Phê? Dạ thì anh thường anh ngồi có thể bất cứ một cái quán hay dĩa hè nào đó anh uống cà phê, hôm nay anh lên sóng radio anh uống cà phê. Đó, anh đang tưởng tượng. Em nhớ là con người ta sống là nhờ gì biết không? Nhờ tưởng tượng. Đó, cho đó cho nên là đó tôi biết là em thấy anh trẻ lâu là em biết anh cũng tưởng tượng. Đúng không? Chứ còn bây giờ là anh nói với em năm nay anh gần 60 rồi. Mà nếu anh không tưởng tượng rằng anh 18 đôi mươi, đúng không? Thì làm sao anh sống nổi? Hèn chi là hôm nay người ta vẫn còn mặc áo sinh viên, cái sự tưởng tượng của người ta quá ư là phong phú. Thấy chưa, chị thấy không? Mặc dù là đã tuổi lục tuần chứ mà tinh thần của bộ trẻ trung là còn hơn chị em mình. Xanh viên quá, hôm nay mặc áo trắng. Do đó cho nên là anh chỉ nói với em là cái điều quan trọng nhất là không phải là tuổi tác, mà điều quan trọng nhất của cà phê đó là tâm hồn. Anh muốn nói với tụi em là gì? Không phải radio cà phê mà tâm hồn cà phê. Tâm hồn cà phê, anh đừng đổi tên quán em nha. Đây là cơ chế thị trường ở cạnh tranh lành mạnh. Mà uống đúng cà phê không đường là vô đúng quán này đó. Quán này cà phê đặc biệt không có pha đường luôn. Đúng rồi, thường thường á là uống mà cà phê không đường á là một là những người sành điệu hay là những người bị tiểu đường. Còn một đối tượng thứ ba nữa là người không uống cà phê, từ xưa giờ chưa bao giờ biết uống cà phê là gì, và người ta nói cái này uống là phải không có đường, thế là cứ nghe theo vậy mà uống thôi. Nhiều khi như vậy người ta gọi là ngậm đắng nuốt cay. Anh nói vậy mà là với cái sự trải nghiệm của anh á, là đôi mắt của em á là cái đôi mắt của người phụ nữ cực kỳ ghen tuông và cực kỳ ích kỷ. Ôi vậy hả? Đôi mắt của em á là gì? Tại vì sao? Phải không ta? Bởi vì người ta nói là đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Em là cửa sổ. Thấy không? Còn em biết là em là cửa gọi như là cửa cây. Cửa gỗ mà sơn màu trắng em là thanh phải không? Em là cửa sắt tự động. Còn cái cô mà em ghen là em ghen chìm, cô Thảo ghen nổi, ghen chìm hay nổi mụn, ghen nổi nổi mụn ít hơn. Coi bộ là anh luôn rất là có kinh nghiệm nhìn phụ nữ mà nhìn thấy phụ nữ nào cũng thấy ghen đúng không chị? Nhìn nổi gì cũng thấy ghen, mà nhìn phụ nữ mà thấy ghen tức là phải có tật thì mới rụt rịch đúng không? Có nghĩa là cái kinh nghiệm của ảnh là ảnh bắt được tất cả các cường độ ghen, là có nghĩa là mình phải trải qua bao nhiêu cái cường độ mình mới bắt sống được nhanh như vậy chứ. Không, làm sao mà mình chưa làm qua sao mà để phụ nữ có thể là có gọi là làm sao mà để có thể gặp được nhiều cường độ ghen như vậy, là tức chứng tỏ là bản thân mình cũng phải như nào đúng không? Cũng đúng thôi, với một cặp mắt đa tình như vậy làm sao mà không nói... ghen cho được. Ủa? Bởi sao không, cái gì nãy giờ ông nhìn mắt mình rồi mình nhìn lại mắt ổng xem đánh giá xem là người đàn ông này thuộc trường phái gì, phải cố gắng lấy cặp mắt kiến che bớt. Biết sao, tại hồi đó anh học á có các sư huynh của anh á nói là mình là đàn ông, mà đàn ông mà không dê để người khác dê uổng. Đúng không? Chứ còn bây giờ không lẽ bây giờ là anh gặp anh trai nào đó mà anh mê đó, cái gì đó đó thì đó anh thấy là nó anh không thích đúng không? Bây giờ mà cái hormone của anh công bố công khai, bây giờ ở cái tuổi anh không có giấu giếm gì, anh nói thiệt với em là anh nhìn thấy tụi em là anh thấy anh đang sống đúng không? Chứ cuộc đời này một ngày nào đó tự nhiên bưng tỉnh dậy ngồi uống cà phê mà không thấy một người phụ nữ nào thì chết đi cho xong. Tụi em nhìn thấy anh tụi em thấy đáng sợ.
Ủa, điều đó bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì tụi em không phải là gỗ đá, đúng không? Tụi em sợ đó là một cái trái tim nó rất là ngon lành, đúng không? Chứ trái tim em nó chai sạn, em không biết sợ thì điều đó anh xin chia buồn với em. Đó. Và hôm nay nè, anh Lương với Thảo biết không, là hôm nay muốn tụ tập mọi người tại quán Radio Cà Phê của tụi em á, là tụi em cũng có một đề tài mà cũng tâm đắc mà muốn chia sẻ. Đó là em thấy đa số là các đấng mày râu sau này thường là hơi có vẻ là server. Ấy khi nó sợ vỡ vậy. Server. Nó thẳng đi sợ vỡ. Đó có xu hướng thôi, xu hướng thời trang nó cũng theo mùa, thì cái xu hướng này nó cũng theo mùa. Thành ra đôi khi mình muốn là bữa nay là cùng nhau là mình bàn luận, mình chém gió, mình trao đổi về cái vụ này đây, nhất là anh nè. Ví dụ thì sợ vợ là coi thập là cổ lai hy nè. Tâm thập kỷ lập như thế nào. Bề dày kinh nghiệm tràn trề mà nhìn cái mặt thì cũng có nét sợ vợ lắm. Sao? Ánh mắt là thấy là cũng có nét sợ vợ. Sợ vợ nó có nhiều trình độ, sơ cấp, trung cấp, đúng không? À. Đại học, cao đẳng và viện sĩ hàn lâm. Anh thuộc đẳng cấp nào? Anh là cùng rồi, cho nên là viện đẳng sĩ hàn lâm rồi. Tôi là cấp cao nhất á. Cấp cao nhất phải không? Rồi bây giờ tụi em muốn hỏi, giờ bây giờ muốn chém gió vậy đấy. Thì em nghĩ đối với anh cái khái niệm sợ vợ nó như thế nào? Nó là khái niệm đạo đức. Và đó là một khái niệm khoa học. Và đó cũng là một khái niệm về pháp luật. Đúng không? Không, bây giờ anh cứ tưởng tượng chị không có nghe, chị không có nghe cái chương trình này. Mình chỉ là thính. Ý là chị nhà mình á là không có đang nghe cái này. Mình không nghe anh rồi. Nói thật với em, bây giờ thử cái một khái niệm khác đi. Khoan nghe nè, em nói chị nhà là nhà nào? Anh có rất là nhiều nhà. À. Nói em bây giờ tới cái tuổi này thì nhà cửa nhiều lắm. Em có nói nhà nào? Ý là nhà, vợ. Nhà chính. Giam chính. À, chính hả? Dạ. Rồi chính là có hung thú gì phải không? Dạ. Là có pháp luật á, ý nó có pháp luật. Là cái bà đó gì phải không? Rồi. Cái bà mà có pháp luật á. Rồi em hỏi gì cái bà đó chứ? Ý là bây giờ anh nói một cách mà coi như là xung quanh anh chỉ toàn là đờn ông đi. Được thì anh sẽ nói như thế nào về hai chữ sợ vợ? Anh nói với em biết là về anh không thể nào tưởng tượng những người phụ nữ xinh đẹp ngồi kế bên anh mà tưởng tượng thành đàn ông được. Khó lắm, phải không? Anh sống lâu anh tưởng tượng nhiều mà. Không, được. Giờ sống lâu rồi cái sức tưởng tượng anh yếu rồi. Do là anh xin phép là anh xem tụi em như là những người phụ nữ hết sức là đáng yêu. Vậy thôi. Không, nếu mà vậy cũng được, tức là vậy thì thôi mình đóng gói gọn lại, khỏi tưởng tượng gì nữa hết. Coi như là chỉ có ở đây ngồi nói tụi em nghe thôi, tụi em không có ai nói gì với bà chính, bà phụ, bà trước, bà sau, bà ba, bà bảy gì hết trơn á. Đúng rồi. Em biết sao? Tại vì quán cà phê của em nói gì nói chứ chém gió gì toàn bộ thế giới người ta nghe hết rồi. Chứ đây là bộ nói, anh nói thiệt với em cuộc đời anh đó. Để nhiều người phụ nữ lừa gạt rồi. Trời ơi. Không lẽ bây giờ là có ba em có thể lừa gạt anh? Em biết sao? Tại vì anh bị lừa gạt nhiều, do đó chính anh có kinh nghiệm. Đấy, cay đắng rồi. Và anh đã thề rồi là không bao giờ anh bị lừa nữa. Mà anh chỉ lừa lại thôi. Coi bộ kinh nghiệm lão làng có khác hơi khó. Không, mà mấy ông mà bị nhiều hay nói vậy lắm. Dạ. Thì em hỏi gì em hỏi đi. Khái niệm về cái chữ sợ vợ của anh như thế nào? Quan điểm của anh á. Thì đó, thứ nhất là đó là một khái niệm về đạo đức. Thứ hai nữa là gì? Là có nghĩa là sợ vợ là đạo đức. Tại sao là đạo đức? Nói từ từ, sợ vợ là khoa học. Anh phải giải thích. Sợ vợ là chấp hành pháp luật. Như vậy là gì? Đó là ba vòng tròn đồng tâm. Anh nói vậy không hiểu thì thôi, chứ không trình độ em cỡ nào vậy ta? Em kém. Rồi giờ hỏi chung quá. Đúng rồi. Bây giờ là sợ vợ đó là đạo đức. Tại sao lại là đạo đức? Tại vì sao? Bởi vì cô đó là vợ của mình. Vợ mình sợ phải không? Đúng không? Vợ mình sợ. Cái câu đó quen rồi. Anh mình đâu sợ vợ hàng xóm đâu, mình lo. Đúng không, nhiều khi anh Lương là sợ luôn vợ hàng xóm nó căng á. Nè, tại sao anh nói vấn đề pháp luật đó? Em nói là vậy có giá trị pháp lý và có chứng cứ đàng hoàng. Em nói như thế là thuộc tội vu khống. Đừng có đùa, chém gió mà nói em nói như thế. Chứ còn thứ nhất là gì, anh nói em hỏi anh là sợ vợ, khái niệm sợ vợ. Sợ vợ đó là khái niệm đạo đức. Tại vì vợ mình nó là gì? Không kêu nó là thân thương. Vợ mình nó là gì? Em thấy chưa? Ngay cái đài từ của anh, cái ngôn ngữ của anh thì tụi em phải hiểu đằng sâu của nó là cái gì. Nó là một nỗi đắng cay, nó là một sự chịu đựng, nó là đạo đức. Em hiểu rồi.
hiểu, em hiểu. I see. Rồi còn hỏi gì, hỏi chứ đi. Mà anh sợ vợ thì anh nghĩ nó là ưu điểm hay nhược điểm anh? Đó là nhược điểm hết sức đặc biệt của đàn ông, và chỉ có đàn ông mới có cái đó là nhược điểm. Nhược điểm hả? Không, đó là ưu điểm. Ưu điểm hả? Ưu điểm. Sợ vợ là ưu điểm đúng không? Nó là hết sức là ưu điểm. Đó, anh ấy mà là ưu điểm. Ưu điểm của đàn ông, anh nói em biết rồi. Sao chứ nhiều anh đó là hễ mà bị mang tiếng sợ vợ là chối bye bye đâu ai chịu nhận đâu. Cái đó mới độ trung cấp thôi. Sơ cấp. Lên mà viện sĩ hàng lâm. Không, như với em ở cái góc độ là phụ nữ thì em nghĩ là sợ vợ là nhược điểm chứ phải ưu điểm. Đúng rồi. Đâu nhược điểm nào đâu. Tại nói mấy đàn ông sợ vợ nó hay hèn. Hèn gì đâu, đâu nói hèn gì đâu. Đó đó, đó là mọi chuyện trong nhà nhiều khi không có cái gì quyết định được hết. Đang đi với bạn bè vui, vợ gọi một phát giật bắn mình lật đật. Bỏ bạn, bỏ bè, không cần biết gì hết. Cho nó trong chốn giang hồ người ta coi là đó là diệu cơ. Diệu cơ là vợ kêu, đúng không? Còn diệu minh đó là mình kêu. Thế bây giờ anh hỏi em là bây giờ ví dụ như mình đó, như anh đi trường hợp diệu cơ của anh xử lý sao? Xử lý thì gọi điện về, biểu về. Mình thứ nhất là mình cầm điện thoại, mình phải dạ trước. Đó, tại vì khi mà nghe là vợ gọi là mình dạ là vợ đâu có dám nói gì. Kêu ông chồng mà đáng lẽ là nhưng mà mình có văn hóa, mình chịu là dạ. Em có chuyện gì không? Thôi giờ là anh về sớm. Anh về sớm kẹo sức khỏe lúc này anh đi rồi tất cả thứ dạ. Đó là ngoài vợ là khi viện sĩ Việt Lâm là vợ nói cái gì mình dạ hết đúng không? Rồi. Nhưng mà quyết định về không đó là chuyện khác. Đúng không? Rồi, đâu cứ dạ đi dạ nước thì bây giờ có 3 tiếng sau mà vẫn không thấy về. Không về không. Ba ngày sau không thấy về không thì tại vì tụi em hỏi cho anh trả lời tới đó đúng không? Là bây giờ thứ nhất là kinh nghiệm của anh thì mấy người mà mới sơ cấp như trung cấp á dạ đi về liền đúng không? Mấy anh đó là sợ vợ sơ cấp còn mình sợ vợ có đẳng cấp đi dạ nhưng mà mình vẫn ngồi nhậu tiếp đúng không? Tại vì sao rõ ràng mình dạ rồi đúng không? Đó sốc. Hỏi gì hỏi tiếp cũng vậy, không nhưng mà nếu mà như vậy giờ vợ gọi tiếp thì giờ anh tính chừng nào mới về thiệt? Làm sao chừng nào anh mới về thiệt? Ví dụ như 16 cuộc điện thoại thì chừng nào anh về? Bây giờ em biết ở trong cái iPhone á nó có cái chặn cuộc gọi đó. Chứ là mình chỉ giảm một lần thôi, mình giảm lần thôi rồi là gì là dạ rồi rồi đó thấy chưa rồi xong. Đúng không? Rồi mình nhậu tiếp rồi. Rồi nhậu tiếp mà xong. Rồi về rồi sao? Đúng rồi. Ấy cái hậu quả rồi, đúng rồi. Sau đó rồi sao? Bởi vì tụi em đúng là phụ nữ chứ hết hù khè. Không phải hù. Tụi em tò mò. Không, không tại tụi em biết được cái hướng của tụi em là làm gì cho nên là hỏi chứ không phải là hù. Nè, chứ mà nói là xong xuôi rồi đúng không? Tiếp tiếp thì tiên gọi đúng không? Bởi vì sẽ nếu gọi em về liền. Mấy bạn nói mày sẽ vợ. Đúng không? Còn cái gì là nghe mình già thì nó nghe. Qua điện thoại thì nó nói mình sẽ vợ nhưng mà hành động á vô uống tiếp vô uống rồi xong xuôi tôi mới nói thì giờ nãy em nói là nãy vợ gọi đúng không anh em mà bây giờ thì thường thường trong cái kinh nghiệm mà nhậu á mình nạp thấy không vô tấp bi bây giờ là chơi thùng hoặc là muốn uống rượu á thôi uống hết chai này về thì dân nhậu uy tín rồi vô không? Nhưng mà bởi vì mình biết cái người vợ ở nhà đang chờ mình để mở cửa cái này thuộc về vấn đề đạo đức. Một mặt là về tiền ngoại giao đối với bạn bè đúng không, mình phải nạp đúng không, nào mình đụng phải uống hết chai, thậm chí nửa chai anh chơi luôn, nửa chai luôn anh chơi luôn xong xuôi rồi xong xuôi về nó cầm vậy thì như vậy là gì, đó là nghệ thuật về uống rượu. Anh nói em biết rồi, bây giờ nói em rồi sao, tại sao trong cái chốn mà ăn nhậu là anh có một số các cái loại thuốc mà giải rượu và trong túi phải có một chai Listerine đúng không? Thế là và đi mẹ khoan nghe từ mấy anh lấy viết ghi lại em cũng có một cái điểm nguy hiểm tại vì rồi cái bài này là nhiều người cần lắm dạ rồi mấy chị luôn, mấy chị ở gần đâu đó có cái viết ghi lại giùm em anh nói cho rồi sau đó anh về là về vẫn vui vẻ đó, ok mùi là con Listerine không có mùi rượu và hết sức tỉnh táo biết sao, và nguyên tắc anh đi nhậu là không bao giờ anh đi xe Honda, đi Uber hoặc taxi đó thấy không, do đó cho nên là hồi vô xuống là không, nhưng mà em thấy đó anh sao? đi mà vợ gọi mà không có về đúng giờ đúng hẹn á
giờ không về đúng giờ đúng hẹn mà lại không có mùi rượu mùi bia, em thấy nó nguy hiểm hơn á chứ. Sao rồi? Đúng rồi, lúc đó thì thà bây giờ là anh có một cái lý do là anh nhậu với bạn anh về anh có rượu có bia anh hơi xỉn cái người ta còn tin, tự nhiên về anh thơm tho tỉnh táo rồi cái anh Listerine rồi đó. Ủa vậy ông đi đâu nãy giờ nguyên cái chuyện em đi đâu mà lại còn thơm tho như thế là đi đâu đúng không? Đi đâu đó là quyền của người đàn ông. Người đàn ông sợ vợ mà, người đàn ông sợ vợ làm gì có cái quyền. Không, thấy đàn ông sợ vợ là không có quyền. Anh xin lỗi em, cái đó là cái vỏ của ông Tư. Anh cái em là không có người đàn ông nào sợ vợ. Sợ đó là gì? Đó là một khái niệm triết học. Đúng không? Lại đổi khái niệm. Bà dược từ là đạo đức rồi gì vậy? Pháp luật. Học giờ chuyển qua triết học. Tại vì sao? Bởi vì em nhớ là gì? Là ngày xưa đó, anh nói rất là nhiều đối với bạn bè. Nói thứ nhất đó, hồi đó anh đi nhậu về là má anh là người nuôi anh, dạy dỗ anh, đúng không? Rồi đó là gì? Có bao giờ là má anh cự nữ anh đâu? Sao tự nhiên đang sâu đó má anh mới tới vợ anh? Hai hình ảnh đó nó bị lập lòe. Má sinh ra ta, má nuôi ta khôn lớn và vợ dạy dỗ ta nên người. Không, câu này nghe quen nhưng mà anh nói có lý lượng đàng hoàng. Hồi đó giờ cho trên đây vợ anh hồi á là hồi anh sơ cấp anh không hiểu. Trời ơi, xin lỗi. Em là người dân nước lạ, tôi cưới vợ về làm vợ, em về làm vợ tôi chứ đâu em về làm má tôi. Má tôi có đâu có giờ mà tôi nhậu mà về mà cử nữ đâu nhậu còn con khỏe không còn nấu cháo là má nó không bao giờ làm láo vậy. Nhiều khi chờ tới 1 giờ khuya vẫn mực không bao giờ nó đặng tôi một câu. Tự nhiên cưới bà người dân nước lạ vậy, bà đâu phải má tôi đâu mà bà về mà cử nữ tiền là tôi làm là tôi đưa cho bà hết. Má tôi nuôi tụi con đâu có bây giờ lâu lâu rồi ghé rồi mua quà đấy. Cho nên tôi nói nhưng mà tôi đâu có ngu vậy. Không, mặc dù là như vậy nhưng mà vẫn có những người phụ nữ làm cho đàn ông vẫn phải bị xếp re. Đúng rồi hả? Cái đó anh nói thật chứ em, đó là quái vật. Đối với anh những người phụ nữ mà làm cho đàn ông á, em như chồng mình. Dạ. Đúng không? Mà làm cái nỗi sợ hãi, em như là đó em giết chồng rồi. Làm sao nó sợ hoài riết nó bị đau tim nó sẽ chết sớm. Không phải có sợ, cái sợ hoài thì bây giờ khoan nghe đi tìm một cái chỗ khác cho hết sợ. Đáng lẽ là gì, mình là vợ mình làm sao cho người chồng mình yêu mến mình chứ không phải là sợ. Đúng không? Cho nên bây giờ anh hỏi em, tại vì em đặt vấn đề là sợ vợ. Đúng rồi, sợ vợ. Bây giờ anh hỏi em là năm thứ nhất lấy nhau sợ, anh cá với em là khoảng chừng 5 năm là tự nhiên cái ông đó đột tử đi. Cho nên rất nhiều người đàn ông đột tử. Nhưng mà em biết không, là có trình độ là gì? Là người ta không biết là gì, là cái tai nạn giao thông người ta chết á, đụng á thì còn công an lập biên bản người làm chứng. Mà sợ vợ riết rồi tự nhiên đột tử á thì rõ ràng là gì? Tức mà chết. Nhưng mà em thấy tại sao ngộ ha, người ta cũng lập gia đình, cũng là nam cũng là nữ, mà cái khái niệm sợ vợ nó lại được sinh ra chứ lại mình không có nghe cái khái niệm sợ chồng. Đúng rồi, không hiểu, nó không có khái niệm sợ chồng. Nghe mà về sợ vợ là em thấy nó cũng có nhiều trường phái, ví dụ là sợ vợ bẩm sinh. Sợ vợ bẩm sinh hay là tự nhiên bỗng nhiên là rồi sợ vợ phát sinh, rồi sợ vợ phát sinh nữa. Nghĩa là sau đó về thời gian sống là mới bắt đầu sợ. Còn sợ vợ bẩm sinh là sau khi lấy về là sợ luôn. Nhiều khi vợ không có làm gì hết, vợ vẫn hiền dịu nhưng mà vẫn sợ. Bởi sao? Bởi vì người đó là người chồng bị đau tim bẩm sinh. Đơn giản thôi, hết sức đơn giản, đúng không? Bởi vì có những cái người nào mà bị sợ vợ bẩm sinh, em nói cái gì? Bởi vì nó phải khoa học. Tụi em nói cái gì phải khoa học? Bởi vì suốt đời tụi em cũng là ba người phụ nữ hết sức là ngây thơ. Đúng không? Bây giờ cho nên là bây giờ nói em là sợ vợ thì anh đã nói rồi. Nãy anh nói là trên đời này, nãy anh có khẳng định trên đời này làm gì không có đàn ông sợ vợ. Sợ vợ chẳng qua là cái gì, là một cái hình thức nó bên ngoài thôi, dễ thương thôi. Bây giờ anh hỏi em vỏ bọc thôi. Em thấy đâu có ngày phụ nam đâu, có ngày phụ nữ. Thôi rồi em hiểu rồi, tất cả những khái niệm nãy giờ anh chia sẻ với em có nghĩa là sợ vợ là một thứ trang sức cần có. Tất nhiên rồi. Em thông minh không có thật. Người dân không bằng trang sức không trang sức có thật mà tùy theo người chồng. Mà trang sức đó có thể là gì, vàng 18, 24 hoặc là gì, ngọc xoàn, đá quý, đúng không, hoặc ruby. Và tùy theo giá trị của nó. Có nghĩa là sợ vợ có nhiều đẳng cấp khác nhau, nhưng nó chỉ một loại trang sức. Để gì? Để cho người phụ nữ mình yêu thương, cảm thấy hãnh diện,
đối với người chồng và đối với bạn bè. Nhưng mà theo anh như vậy, ở góc độ là một người đàn ông thì anh nói là sợ vợ là một cái thứ trang sức của người đàn ông. Đúng. Thích thì đeo, thích tháo ra cũng được, đúng không? À, tất nhiên. Nhưng đối với một người phụ nữ mà có một người chồng sợ vợ như vậy thì bản thân người phụ nữ đó có hạnh phúc không? Chưa chắc những người phụ nữ mặc chồng sợ mình mà cảm thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Đặc trường hợp có em vui. Có gia đình nè, đây có gia đình nè. Em chỉ hoàn toàn mong muốn một người đàn ông bản lĩnh thôi. Thôi nè, đúng rồi. Đã là uống cà phê cái gì phải cụ thể. Không, tự nhiên nói như người đó không hạnh phúc. Không. Em nhìn cái mặt anh này, em thấy cái mặt này hạnh phúc không? Em đâu có biết là khó đó. Làm sao em đoán được? Khó mặt anh khó đó. Em thấy mặt anh hạnh phúc nhưng mà mấy người phụ nữ bên cạnh anh thì chưa chắc. Không, anh thấy à, anh hạnh phúc nhưng mà bên cạnh nó có chữ cam chịu nữa. Khó đó. Đúng rồi đó. Đó, chút không, xíu. Nghe, em nghĩ là không có hạnh phúc nào mà không có đắng cay. Không có đắng cay nào mà không hạnh phúc. Đó, đó, những người sau khi uống nhiều vị quá, uống cà phê không đường là biết rồi. Nghe này, những người phụ nữ nào hy sinh, chịu đựng, đau khổ thì hạnh phúc sẽ lớn lao. Đúng không? Ở trời đó Thảo, không lẽ bây giờ em chưa bao giờ em khóc sao? Đúng không? Em chưa bao giờ em đau khổ sao? Em phải có đau khổ, phải không? Đến cùng cực thì em sẽ có nỗi hạnh phúc hết sức là ngọt ngào. Chứ cuộc đời làm sao mà có, ví dụ như em đẹp nè, em đẹp phải nhờ cũng mới nhờ mấy em nó không đẹp, thậm chí nó xấu, đúng không? Cho nên em trắng là em anh, nhờ cái người đen ngồi đây, em trắng là do em đẹp, bây giờ nhờ cô này đen. Nhưng mà đen là phải đen, có nhiều loại đen, đen giòn rồi đen này đấy, mà cho nên anh nói với em nó là vô cùng. Bây giờ em hỏi gì cụ thể là bây giờ hỏi Thảo nè. Yeah. Anh hỏi em á là chồng em có sợ em không? Theo em thì tụi em đều có khái niệm là sợ nhau. Không, sợ nhau gì? Anh hỏi chồng em có sợ em không? Thì có hay không? Nói dọn yes, no. Không. Không. Ừ. Đó, chúc mừng em. Chúc mừng. Em có sợ chồng em không? Không. Không. Hai người không sợ nhau. Anh xin chia buồn. Anh nói sao? Em là gì? Cái phát biểu này á. Trong gia đình sẽ vợ sẽ dễ đàn vợ lắm, anh nói em biết. Tại vì đối với tụi em á, quan niệm của vợ chồng tụi em á là trong gia đình là không có cái chuyện là em sợ chồng em hay là chồng em sợ em. Tại vì không ai sợ ai. Cái chữ sợ đối với em á, trước mặt mình là một con cọp, một con rắn em mới sợ. Còn đối với một con người thì em chỉ cần có sự tôn trọng thôi. Em không có cần cái chữ sợ ở đây. Tại vì cái chữ sợ nó làm cho mình có một cảm giác là mình rụt rè. Mình không có dám bày tỏ, không có dám chia sẻ. Vợ chồng là phải được gọi là gì, bình đẳng với nhau. Để rồi có những lúc chia sẻ. Rồi quan niệm thì phải được bày tỏ. Để rồi thấy được cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Thì mình mới có thể tôn trọng nhau mà tiếp tục đi. Như đồng sách, đồng sách gì? Em không, em không biết là anh có đọc sách hay không. Nhưng mà những cái điều đó thì em thấy là sách bưng ra cũng đúng chứ. Sách anh viết. Hôm sách anh viết nãy giờ xong rồi. Em biết là gì mà em phải đọc đằng sau của những trang sách đó. Anh nói em á. Là tên nhà xuất bản. Tên nhà xuất bản giá sách. Sao tại vì tự nhiên là em chết gió. Bữa hôm nay là em nói Thanh nó kết luận người đàn ông nào cũng sợ vợ hết, đúng không? Em nên nhớ. Không có nói người đàn ông nào cũng sợ vợ. Xu hướng. Xu hướng gì vô coi, xu hướng. Xu hướng dạo này là em thấy nữ quyền nó hơi có vẻ lấn lướt quá, thành ra phải tại ngày xưa. Do đó cho nên dạo này nè cái câu này em biết cái tội lỗi nó bắt nguồn từ tư tưởng. Mà tư tưởng nó bắt nguồn từ cái lưỡi. Lưỡi là một món ăn ngon nhất trên đời và nó cũng là một món ăn vô cùng xấu. Vất ngon nhất từ đời, đúng không? Bây giờ anh hỏi em á, khi em nói về cái xu hướng đó, anh nói em cái xã hội này nó lộn xộn bởi vì cái xu hướng đó, đúng không? Bây giờ chồng vợ em nhớ là gì, nó khoa học, chồng là phải ở trên, vợ là ở dưới. Tại sao em không bao giờ chấp nhận cái điều đó? Thời buổi bây giờ bình đẳng rồi. Vậy, thì ta cũng nói vợ chồng mà, đúng không? Ta cũng nói vợ chồng. Đúng rồi. Hồi xưa giờ người ta nói chuyện chúc mừng hai vợ chồng, chứ đâu nói chúc mừng hai chồng vợ. Kỳ không nghe? Nghe nó ngộ lắm, cái câu văn nó không hay, nó không có vần. Anh xin lỗi em, bởi vì cỡ anh viện sĩ viền lắm mà nói chuyện em mới sơ cấp rồi, nó không hiểu. Để nói với em là gì, là trong vũ trụ của âm có dương, đúng không? Phụ nữ là âm, đàn ông là dương. Có gì phản đối không? Không, cái đó thì không phản đối. Rồi xong. Cái đó thì không phản đối. Rồi, phụ nữ là âm, đàn ông là dương. Lần thứ hai. Nhất âm, nhất dương, chi vì đạo. Anh nói với em là anh chứng minh luôn. Là gì? Tất cả những gọi là thằng trọng chết trôi đó. Cái người chết trên sông đó, nếu tụi em để ý một xíu là nếu mà tụi em thấy nằm ngửa, đó là nữ.
Mà nếu mà tụi em thấy thằng Trọng chết trôi á mà nằm úp là đàn ông, em chú ý cái đó. Anh nói về góc độ khoa học chứ không phải là nói đùa đó. Đó thì có nghĩa là cái người đàn ông á bao giờ cũng nằm trên người phụ nữ. Ví dụ như nói thằng này sẽ vợ thấy nó hèn không, cái cảm giác của nó. Nhưng mà em á thì em nói em rất là nể chồng em. Chồng em nói em nghe thì người ta tôn trọng người phụ nữ hơn. Đúng không? Rõ ràng bây giờ em là vợ nè. Nói vợ nghe, vợ nói đó là nó là không bây giờ anh nói thậm chí là em là người phụ nữ, ông chồng thì ổng có áp bức đi, em vẫn chịu được. Người ta nể em hơn. Đúng không? Nói vợ. Chồng nói có gì nói nhỏ nhẹ. Đúng không? Chứ còn em là vợ thì em là bà nội ổng, là má ổng, là ông cự nữ, nói ổng sợ. Đúng không? Cho nên là trong gia đình thì phải có cái người quyết định. Đúng không? Nhưng theo anh, người quyết định nó vẫn là nam. Đó là chồng. Nhưng mà tại sao lại có cái quan điểm đó? Theo quan điểm của ai đúng là người đó? Không, đó là khoa học. Quyết định. Không, đó không phải là khoa học. Với em đó không phải là khoa học. Bởi vì cái xã hội nó lộn xộn ly dị hoài là vậy đó. Vậy đi. Xã hội cái gì cũng thế, là gia đình phải có tôn ti trật tự. Để nói đúng là rồi. Gia đình phải tôn ti trật tự. Đúng. Gia đình phải có tôn ti trật tự. Đúng không? Bây giờ cái người mà nói đó, đúng không? Thì là gì? Em phải thuyết phục. Bây giờ anh hỏi em một cái chuyện hết sức đơn giản rồi. Ví dụ như là giờ là vợ chồng tổ chức mua cái tivi. Đúng không? Ông chồng thì thích là Sony, bởi vì ông biết cái Sony là ok. Cái Sony nó nhiều vợ là ông thích. Em khoái Samsung. Đúng không? Tại vì cái tivi là có dung. Ông nói là anh mua cái Sony, em mua cái Samsung. Hai vợ chồng cãi nhau. Em cũng có lý của em. Ông chồng cũng có lý ông chồng. Nhưng bây giờ ông chồng nói bây giờ tôi muốn mua cái Sony. Rồi giờ hai cãi gì? Bây giờ là ông cũng phải có lý do là tại sao mua cái Sony hả? Rồi em cũng phải có lý do là tại sao mua cái Sony. Bây giờ tôi là chồng cô nè. Tôi quyết mua cái Sony. Hiểu không? Sao? Trong khi cái Sony nó mắc gấp đôi cái Samsung, tiền còn lại để cho con, tiền còn lại để lo nhiều thứ trong gia đình. Nhưng ai mà có cái lý cao thì người đó thắng à. Còn cái chuyện tín hiệu Sony hay là Samsung nó không quan trọng, vấn đề là có tiền, cái TV để coi. Tiền của anh mua em vừa phải thôi. Bây giờ anh nói là anh mua cái Sony. Giờ em nghe không? Tiền của anh. À, không nghe thì thôi, ngày mai anh em vô là Sony. Cãi đi. Em mua thêm một cái Samsung. Em thấy vậy nè, nếu như trong trường hợp này á, đồng ý anh mua Sony, em không có ý kiến. Nhưng bây giờ em mua một cái bộ bếp ga. Bây giờ anh thích là bếp từ với bếp hồng ngoại chung với nhau. Nhưng mà em thích không hai cái bếp từ chung với nhau. Vậy giờ nghe ai? Phải nghe em. Không thì tất nhiên. Tại sao? Bởi vì xin lỗi, em nấu bếp, em nấu cơm cho hai anh, em chọn. Vấn đề là chỗ đó. Cái tivi là đồ điện tử, có thể tin tưởng anh, cho anh quyết định. Nhưng mà lúc nếu mà là một cái bếp thì phải là nghe lời em chứ. Cho đó em thấy ông cô này không hiểu. Không, đây làm tâm tiết kiệm. Anh phải nghe em nói. Phân tích. Đúng là Diệu Minh là cô này có tâm tốt. Không, bây giờ anh phải nghe em nói nè. Tại vì lúc nãy anh cũng nói là người đàn ông phải là người quyết định hết mọi thứ trong gia đình. Thì cái bếp sao anh không quyết định luôn đi? Đúng rồi. Có nghĩa là anh đang đàn áp phụ nữ, anh bắt buộc phụ nữ là phải lắng nghe hết những gì đàn ông nói. Em không biết bếp anh cũng quyết định, nhưng bây giờ tại quyết định nhiều quá lâu cho quyết định. Cái này nguội không xương trăm đường lắc léo. Đúng rồi, cái món lưỡi này khó nhai ghê vậy đó. Nghe không, cửa giữa nói nè ha. Người cửa giữa nói. Em nói ví dụ như đặt trường hợp là tất cả mọi chuyện gì ý theo cái quan điểm của anh đó là người đàn ông ở trong nhà là phải quyết định hết và người phụ nữ phải nghe theo. Nhưng mà đôi khi cái quyết đó người phụ nữ cũng nghe theo, nhưng mà dần sống lâu ngày người ta sẽ bị ức chế. Đúng rồi. Là cái người phụ nữ người ta dễ bị trầm cảm, rất là dễ bị đau tim đó. Thành ra là anh hồi nãy anh là cái người mà khuyên răng là đó, đừng có để cho đàn ông đau tim. Thì bây giờ tại sao mình lại làm cho phụ nữ đau tim? Cái cách ứng xử của anh và cái cách quyết định của anh đó là nó dễ làm cho phụ nữ đau tim. Không, tại anh đã làm cho nhiều người phụ nữ đau tim rồi. Cho nên anh biết cách chữa. Em yên tâm, có nghĩa là gì, mình đó. Đó là vợ mình mà. Khi mình biết là nguyên nhân đau tim thì mình phải biết cách chữa, và lúc đó anh chữa chấm hết, có gì đâu. Đó thì đặt trường hợp đó thì anh sẽ chữa bằng cách nào thì, vì gì anh cũng cái đó để cái người khác. Tại vì anh biết ông hại lắm. Bây giờ các anh đang ngồi ghi chép. Cái xong cái ghi tới mọi câu cái chữ là đàn ông phải quyết định tất cả mọi thứ. Mà không có cái đoạn là sửa lại chữa chỗ đó là chỗ nào. Em nên nhớ đây là vấn đề bản quyền. Anh mới nói bản quyền anh chữa xui là anh cấp bản quyền. Anh vô ngồi lúc đó mất bản quyền. Đúng không?
anh sẽ có cách chữa rồi, bữa khác anh chém gió tiếp vậy, em nói gì sợ đi, cái vụ chữa đó thuộc về cái vấn đề khác, cái đó là chữa bệnh đau tim nó khác. Còn thật ra nói, là nói chung là ở đây là có 3 người phụ nữ phản đối cái vụ mà. Thôi bây giờ nè, bây giờ rồi là bây giờ là thí dụ như là hôm nay thí dụ trong ba em có em nào bị đau tim, anh sẽ chữa ngay bây giờ, và anh chém cái cho tụi em là có hiệu quả ngay lập tức. Đó, anh coi... là không phải đau tim mà em thấy nó còn sái não nữa. À, không phải đau tim không đâu. À, không thì đó, tại vì sao? Tại em vì... thấy anh là khó chữa lắm. À, khó chữa thì anh chữa, anh nói thiệt với em là bởi vì sao? Vì hầu như tất cả. Anh người... tại vì là sống lâu quá rồi cho nên não nó xoắn rồi hết, cái em nói thôi. Đúng rồi. Em bị xoắn theo anh luôn rồi đó. Đó, em biết sao? Bởi vì là. Anh nghĩ anh sống lâu hơn tụi em, anh à, cũng nói gì anh nói nha. À, ủa, em nhớ đời có số. Nhưng mà anh chỉ biết nói sự thật thôi, đúng không? Em biết là sự thật thường bị ruồng bỏ, mà sự giả dối thì được nuôi dưỡng. Anh chỉ nói sự thật của anh Hữu Lân là chưa có được kiểm chứng. Ở đời có này có một cái mọc đỏ nào không hết, có một cái mọc đỏ nào hết. Anh nói với em là tại cái mọc đỏ là xưa rồi, xưa rồi. Ở thế giới đó mấy cái bằng cấp đó, người ta không có đóng mọc. Ở thế giới chỉ có Việt Nam mà đóng mọc, chỉ cần chỉ ký là chỉ anh Hữu Lân ký là có giá trị của anh Hữu Lân. Có đâu cần mọc nữa cho còn em là xong cái mọc... xong cái ra ngoài cái người ta hỏi Hữu Lân làng nào ký. em biết sao, em biết cái từ Nam Bộ hay lắm, không? Thằng cha Hữu Lân, không? Là thằng cha Hữu Lân là biết sao, trước là kêu thằng, sau kêu nó thằng cha, đâu thằng cha. Radio Cà Phê FM 99.9 MHz. Làm thế nào để hết sợ vợ ta? Đôi khi có những người sợ vợ nhưng người ta vẫn không muốn sợ vợ. Người ta gọi là sợ, nó bị là gọi là sợ vợ mà mãn tính đó. Cái nó không hết được. Giờ làm sao cho hết? Anh thấy nếu mà nó bị mãn tính đó, đối với một chứng bệnh hết sức đáng yêu và dễ thương. Không, rồi em thấy vậy nè, bây giờ anh nói đâu phải là bệnh. Em nhớ là nếu mà sợ vợ mãn tính là gì, hết sức đáng yêu và dễ thương. Anh nãy giờ em thấy anh đưa ra rất là nhiều khái niệm, rất là nhiều phạm trù, nó rất là hoành tráng và vĩ đại. Tất nhiên. Mà anh chốt lên câu là sống với ai cũng phải có cái mơ ước. Thì đúng. Em cũng hiểu nãy giờ tất cả những gì anh nói là mơ ước của anh. Tất nhiên. Tất nhiên. Em nhớ là sở dĩ anh còn sống, còn đẹp trai như bây giờ là nhờ anh. Đó, thấy lại mơ ước từ cái câu nói của mình ra nữa. Tâm không? Còn cái chuyện là nó đã hôm nay nó là chém gió mà. Lời nói rồi gió sẽ lấy đi. Cho nên anh chém thì nào ra gió rồi thôi. Không, lời nói của anh là được ghi âm lại rồi. Không. Nó không có bay đi. Không. Cũng vài triệu người nghe chứ không ít. Không, cái chuyện đó chuyện bình thường. Đúng không? Tại vì sao? Bởi vì khi mà anh nào mà chưa sợ vợ, tại vì cái chuyên đề này em thích. Để xem, để khẳng định là mình nên sợ vợ. Và sợ vợ với nhiều đẳng cấp khác nhau. Chứ anh nói với em á, người đàn ông mà không sợ vợ hết sức nguy hiểm. Đúng rồi. Bạo lực gia đình. Anh để nói với em biết rồi. Chính vì thế tại sao có những người phải quýnh vợ. Thì nói tất cả, anh khuyên tất cả đàn ông, em biết tại đàn ông là phái mạnh. Em thì em không sợ chồng, xin lỗi em quánh ông chồng em. Cỡ anh mà em quánh là cho chấp em quánh luôn. Em đó, có một chấp người quen luôn. Đưa ra một cái bài sợ vợ là nói lúc mà vợ mới cưới ra mày muốn mày không sợ vợ á, là ngay khi cưới vợ về là vừa đưa vô nhà mày tát tay nó liền. Phủ đầu, quýnh phủ đầu nó là sau đó là nó hết dám phản kháng là mày không có cơ hội sợ vợ. Em thấy vô khoa học đó. Nói như phản thế khoa học, phản khoa học là đó phản là một... khoa học và vô trách nhiệm đó. Không có đạo đức. Có người bài ra một cái phương thuốc ai sợ vợ. Em nói cái tên anh đó đi, cái đó là anh đó là gì, mâm móng của bạo lực gia đình. Dạ, trên báo tuổi đã như thế á, mà em còn phổ biến ở trên cái đài phát thanh nữa. Không, em đang trao đổi là trên báo tuổi là có nhiều người đưa ra một cái phương thức như vậy. Dạ đó. Dạ xin thưa, cái đó là vô trách nhiệm, thiếu đạo đức và không khoa học. Đương nhiên phụ nữ là phản đối cái vụ đó rồi, vi phạm pháp luật đó, cho rõ ràng chưa. Hôm nãy giờ làm thấy anh Luân nói được một câu là anh ủng hộ sợ vợ. Ủng hộ, ủng hộ chứ sợ vợ là ủng hộ. Thấy là thấy câu đó là dứt giác được đó, đúng không? Dứt giác gì? Nhưng mà Thảo thì Thảo thấy sao ta? Có nên sợ vợ không em? Đó là quan điểm của anh Hữu Luân. Đấy. Ông bay thì cho là... một số đàn ông nào đó. Tại vì em không hiểu cái chữ quan niệm cái của cái sợ vợ này, nó có thể là nó có từ rất lâu rồi và trong một số gia đình. Nhưng với nhà em thì từ cái thế hệ từ ông bà cho tới ba mẹ này không nọ có em, truyền thống không có cái chữ sợ vợ nằm trong đó, cho nên là em lại có cảm giác là nó xa lạ với em. Và tốt, ở trong gia đình em thì nó cũng không có hiện hữu hai cái từ đó. Mà vấn đề thì cuộc sống hiện tại bây giờ thì mọi người là các cặp vợ chồng mà đến với nhau á, thì đa phần là nếu mà xuất phát từ cái tình yêu thương á,
thì lúc nào nó cũng đi chung với một cái điều mà phải nói là nó nuôi dưỡng cái tình yêu thương đó đi tới 50-70 năm luôn, đó là cái sự tôn trọng. Đó là tại sao mà hai ông bà già đã 50-70 tuổi rồi mà tối vẫn cứ cặm cụi để mắt mùng cho nhau, coi như là ông đi mắt mùng cho bà, còn bà thì để cặm cụi đi lấy một gói trà cho ông. Tất cả những cái điều đó nó phải xuất phát từ cái yêu thương, anh thương người ta, anh muốn chăm chút cho người ta thì anh mới làm cái điều đó, chứ nó không có một cái gì gọi là cái chữ sợ nằm ở trong cái gia đình đó. Thì đó đúng rồi. Em biết sao bởi vì anh nói với em á, anh nè, nhiều lúc anh sợ vợ đó, anh cảm thấy hết sức hạnh phúc, thấy hạnh phúc, hạnh phúc. Em nhìn mặt anh là thấy hạnh phúc. Thật ra đây là tiêu hóa của phụ nữ không có nhu cầu để cho đàn ông sợ. Đúng rồi, không. Nhưng mà anh Luân ơi, sao em thấy như ở trong gia đình em á, không phải là nhà em nhưng mà họ hàng bà con xung quanh em á, nhiều người sợ vợ. Tốt. Nhưng mà về tốt, đúng, tốt thì. Nhưng mà đi kèm với chữ sợ vợ đó thường là toàn là làm những chuyện có lỗi với vợ nên mới sợ vợ. Bởi ta nói cái này là sợ vợ mãn kinh. Sao? Vợ mới bộc phát nè. Là sao? Coi như đó hả, là ông chồng đó nha, né nép vợ coi như là từng ly từng tí vậy đó. Nói chung là vợ coi như là từ bất cứ là chuyện bếp núc con cái hay nhà cửa gì đó là răm rắp nghe lời chồng. Nhưng mà chỉ riêng có một câu chuyện mà chị vợ đó là có thể lật ngược cái bàn cờ đó là chuyện trai gái thôi. Đó, coi như là ảnh đi nhậu ở đâu mà vợ gọi một cái về là đi về lập tức. Mà coi như thậm chí là chỉ, mọi người hay đùa là taxi vàng của ảnh á, tức là chỉ đưa tới nơi thậm rồi chỉ đi về. Mà sau này á là ảnh làm sao đó xong rồi rốt cuộc á là chỉ tức quá nên là chỉ ngồi ở bàn nhậu đó luôn. Rồi bạn bè giờ ai kêu sợ vợ gì ảnh cũng phải chịu thôi, tại vì sao, ảnh cũng đã là cho chị có phốt rồi. Đó. Mà em thấy á là thường là đàn ông sợ vợ toàn là có phốt không mới sợ, chứ không có sợ một cách tự nguyện. Sợ vợ hoàn cảnh. Anh nói với em á là đa số đàn ông đều có phốt. Để nói em cho tới giờ này còn đàn ông nào mà không sợ vợ là không có phốt đúng không? Anh nói em bởi vì đã không, là đàn có ông. Nhiều ông bản lĩnh lắm có phốt vẫn không sợ vợ. Dạ. Không, bây giờ anh nói với em tại sao anh nói vậy. Mình để điều tra xem là Hữu Luân thuộc trường phái nào. Không phải, anh nói em á là tại vì sao? Tại vì anh nói với em là tất cả những cái người đàn ông á mà có vợ rồi có những cái mối tình khác thì rõ ràng là nó đa số những người mà anh có khuyến khích mấy ông mà có vợ rồi là có thêm những mối tình phiêu lưu mạo hiểm khác không? Anh... sao chị hỏi câu yes no question vậy? Anh nói với em cái đó là tùy số duyên số. Để nói với em mà có những người phụ nữ nghe nè, có những người phụ nữ rất đẹp nhưng không kiếm nổi một tấm chồng, có những người là không đẹp mà hai ba đời chồng, có những người đàn ông là gì là rất đẹp trai nhưng không kiếm nổi một bà vợ, có những người đàn ông là không đẹp trai lắm mà rất nhiều bà vợ và rất nhiều con. Cái đó người ta gọi là gì? Đó rất là định mệnh, đó là số phận, đúng không? Do đó cho nên là ở đây thôi đừng nói tới cái chuyện đó nữa, không ở vấn đề này không phải là đúng, đó là đề tài người ta không đề tài nhạy cảm. Nhưng mà gì là thí dụ như cái sự sợ là gì, là sự tôn trọng nó được đẩy lên một mức mới, một cái chất mới, em hiểu ý anh không? Chứ không phải là sợ làm cái gì đó xấu hổ quá đâu. Tại vì đó là sự tôn trọng. Tôn trọng nâng cấp lên. Do đó cho nên là Diệu Minh nói đúng đó. Thí dụ như bây giờ là cái người vợ gọi điện về là bởi vì ông chồng này là về như khi té xe. Thật ra không còn yêu thương gì hết, nhưng mà giờ rủi cha chồng là tự nhiên ra đụng chết, là tự nhiên tội nghiệp con nó. Không. Anh nói thật, sợ con nó mồ côi. Anh nói thật, nhiều khi hết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì anh nói với em, đa số đàn ông thì bao giờ, bởi vì là đàn ông là phải mạnh, đàn ông là phải gì? Là phải có những cái hormone nam. Ví dụ như em có ông chồng, bây giờ anh chưa biết chồng em như thế nào, ông vợ em đẹp trai, nào, tất cả thứ, thì chồng em đi ra ngoài đường thế nào cũng có những người phụ nữ thích. Đây là vấn đề nhân quyền. Em không thể nào mà em nói, tôi là chồng anh ra là... đó là của tôi đúng không? Ủa, nhưng của mà tôi gì? Đúng rồi mà. Của tôi là khi về nhà, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài đường. Nhưng ra ngoài đường thì vẫn là của tôi chứ. Không. Bởi vậy Diệu Minh chưa hiểu. Bây giờ nó di động. Rồi. Khoan, bây giờ đi ra ngoài đường, bây giờ chồng của Thảo á là đi xong mới vào chơi giao tiếp thì sẽ có gặp người này người kia. Chồng của Thảo vẫn là yêu thương Thảo. Vẫn không, em phản nhưng... đối đi ra đường cũng vẫn không. Là của tôi. Đúng rồi. Không, nhưng cái người phụ nữ khác họ yêu thương chồng của Thảo. Đây là vấn đề nhân quyền. Thảo không thể nào bắt ông chồng mình là không cho cô này yêu thương được, đúng không? Không, cho đó cho nên là tại sao một... tại sao anh nói về vấn đề pháp luật, anh nói rất rõ. Thí dụ như bây giờ như thế này, Thảo đẹp,
Thảo có con, Thảo đi ra Thảo hoạt động gì đó thì có một chàng trai nó tự nhiên thấy thích Thảo và yêu Thảo. Thảo không thể nào cấm người ta yêu Thảo được, đúng không? Do đó cho nên là đó, pháp luật quy định, nhưng là con người Thảo à, nó không phải là gỗ đá, nó không phải là cục sắt, hiểu chưa? Bởi vì nói vậy, hỏi anh rồi. Cái chủ đề kia anh đâu có dám đâu, mà lấy máy tính mà cộng bây giờ không biết bao nhiêu mà bà. Rồi, đó. Xong rồi anh kêu là thôi mình đi nói tới chuyện khác, nói tới người thứ ba đó, rồi, xong rồi em hỏi cái chuyện là đó có phải là những người sợ vợ là thường có phốt không? Cái anh nói một hồi giống như là anh giải thích là tại sao mà người ta lại phốt, đưa đẩy đó đến những cái hoàn cảnh gì vậy? Mình nghe không, mình thấy nghe cái cách là... đó mình tự ở đây mình cũng Diệu Minh à, bao nhiêu cái đó là gì, chút xíu kinh nghiệm anh từ đó mới rút ra kinh nghiệm dựa theo cái cách trả lời của Hữu Lưng. Đúng mà rồi, mình sẽ biết là Hữu Lưng có cái gì đó, rồi Hữu Lưng có cái phốt nào mình tự rút ra được, tự suy trả lời, tự suy ra đó. Em khỏi tự suy, em khỏi tự suy thì anh cũng thành thật khai báo, có nghĩa là gì, là chị xong rồi anh cũng phải đi một vòng là do định mệnh, là bà xã, đúng không? Chị ở nhà là bà xã, mà em biết là tại sao ngày xưa gọi là bà xã, cấp xã đâu, hiểu không? Chị là anh công khai chứ có gì đâu anh sợ. Là bà xã là cấp xã hay là cứ về là bà xã, bởi vì đó, đó. Đó, từ năm hay là cấp xã, trong cái xã này rồi quận huyện là thành phố này trung ương quốc tế thì trên số nó có nói không thứ. Anh mà cho hỏi bà xã anh có ghen không? Có chứ. Ghen thuộc hàng nào? Trời ơi, cỡ như ảnh mà không ghen chắc xong rồi. Không, đâu đâu cũng ghen, nhưng mà em nói là cái cấp độ ghen của chị là nó thuộc tiến sĩ sơ cấp hay là... Viện sĩ viện hàng lâm. Anh viện sĩ mà... Anh là sợ vợ viện sĩ thì chị cũng phải ghen cỡ viện sĩ. Anh cái em á là, ví dụ như là bà xã anh á, mà cái cấp mà cỡ sơ cấp á là đứt dây thần kinh lâu. Không sống nổi anh cái em luôn, như dây là coi như phải tinh thần thép đó, phải bệnh bằng thép mới được với ảnh chứ. Như em là em thấy là em không có khả năng đối thoại rồi đó. Ví dụ nào đi chẳng hạn, anh lỡ buông là anh buông một cái ví dụ mà cái chị xử lý tình huống ghen đó với anh, mà anh thuộc dạng mặt thần kinh đó, nó nghe nói cái sợ thêm may nè, có cô nào đó cô yêu mình đúng không, mà em nói em không sợ là cô đó, em biết là phụ nữ nó hay leo đầu cổ lắm đúng không? Có đâu nè, tao leo chỗ khác lên đầu cổ không, sợ nói, em không, cái này nó dữ lắm, mà gặp một cái là chết rồi rồi hay thấy không đúng không? Ừ, cho nó sợ vợ nó có lợi. Thôi mình chỉ tới đó thôi nha. Em nghĩ là mình chỉ tới đó rồi, trên sóng thôi, chứ còn thực tế thì chắc không có tỉnh táo để nói được câu đó đâu rồi. Em nhớ là có yêu phải nhớ ba điều, có kỷ luật, kỹ thuật, kỹ năng siêu cao. Cái này cô Thanh biết rồi, yêu phải nhớ ba điều. Bây giờ yêu mà không có kỷ luật là chết, đúng không? Yêu lại phải nhớ ba điều. Cái con tim đó là cái chữ kỷ luật đó, em nghĩ là thường là yêu là toàn mù quáng không, mình chứ đâu có nghe kỷ luật gì đâu. Thì tại vì cái đó thì được sơ cấp. Thấy, tại vì em có một người em mới mù quáng, người ta cả chục người ta phải có kinh nghiệm, ta phải có kỷ luật, kỹ thuật, kỳ ta lại là quá trời kỹ. Mấy cái giai đoạn kia rồi. Đúng, em thiếu kinh nghiệm. Thảo hết sức thông minh, Thảo quá thông minh luôn. Nghĩa là phải 60 năm mới có được một cái kỷ luật. Em mới nhớ là gì? Đại học Harvard của Mỹ không dạy được cái này. Anh nói em biết cho coi là em đồng ý. Các giáo sư anh nói em năm trước thì cũng vẫn là các một giáo sư là đại học là không phải học anh mà. Không chị. Thảo ơi, em nghĩ là chồng em với chồng chị là nên tóc tránh xa anh luôn. Đúng rồi, không được đi chung, không được đọc sách luôn. Đúng. Cái gì mà có chữ Hữu Luân là bỏ hết, dẹp hết vậy đó. Thì đó không, quá nguy hiểm. Anh hỏi em nguy hiểm cái gì? Đúng không? Anh nói em biết, anh nói luôn, anh nói với em là bây giờ anh chưa gặp ông chồng em, nhưng em nhớ là nghe nè, cái này là người xưa nói chứ không phải anh nói. Đàn ông 5-7 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Cái đó là tổng kết nha, cái đó là anh không nói nha, rồi xong hết, không kể nữa. Mà em nói thiệt, anh nghe xưa giờ chồng em không biết câu này đâu, biết anh mới biết câu đó, nên là thôi thà là đừng cho gặp luôn. Đúng rồi, chương trình này là tuyệt đối không có cho nghe luôn. Thì đó tùy thôi, cái đó là tùy thôi. Đâu chồng nghe chết chưa? Đúng không? Cho nên cho nên là Diệu Minh Thảo ơi. Cho nên cho anh mới nói này nè, cái câu thứ hai nè, nghe nè, của lạ bằng một tả thân phen. Của lạ bằng một tả thân phen. Cái đó anh nhắc lại câu
Anh ơi, đây là triết lý đó của những người không sợ vợ nè, đúng không? Không, nhưng mà mình hay là mình sợ vợ hay giận, giận. Tại sao ha? Sợ mới biết câu đó. À, sợ đúng mới rồi, biết câu đó. Đúng rồi chị Thanh, tại vì với những người mà người ta coi như là yêu thương hết mực vợ mình á, người ta không môi móc ra mấy câu đó đâu. Làm sao biết? Rồi. Người ta mà một vợ một chồng đó là tắm môi móc được anh mấy câu nói đó. Thiệt với em hay là cái người mà họ không có bất cứ một cái tư tưởng nào khác ngoài vợ mình, người ta cũng không quan tâm tới mấy câu đó đâu. Người ta thấy mấy câu đó không có gì gọi là thấm thía, không hay thôi. Thảo mình à. Anh chúc mừng hai em có được hai người chồng đàng hoàng. Nhưng em nhớ gì là anh không đàng hoàng. Do đó cho nên là tại vì anh không đàng hoàng, do đó cho nên mới biết hai ông chồng em đàng hoàng. Chứ trên đời này đàn ông không có ông nào mà đàng hoàng. Thì phải biết, phải cảm ơn mấy người đàng hoàng nhanh. Nhờ có những người đàn ông không đàng hoàng nhanh. Có cái chuẩn đây đâu. Em cố gắng, anh chúc là hai ông chồng em lúc nào cũng đàng hoàng. Còn mấy chuyện không đàng hoàng để em gánh hết cho. Sao em nghe mà em cũng không có thấy có cái gì nó an tâm á, em cũng thấy hoang mang. Hoang mang không, đó là chuyện của em. Anh không biết. Em nói anh Luân nghe, thật ra thì mình biết á là tất nhiên không kể đàn ông phụ nữ thì ai cũng sẽ có cái vấn đề này vấn đề kia. Nhưng mà cái người mà làm lỗi, biết lỗi rồi xong rồi nhận lỗi là đại khái vậy đi, sửa lỗi thì nó là chuyện bình thường. Còn cái người làm lỗi, biết lỗi và có thể xoay chuyện tình thế mà bao che cho cái lỗi của mình thành cái chuyện nghiễm nhiên, giống như là triết lý số với phận. Là lỗi tại triết số học, định mệnh đó, triết lỗi học tại duyên khoa học mệnh khoa học hay cười. Dạ. Nhà xuất bản học, cái đó mới là đáng sợ. Về sợ cái gì, anh đã nói với em rồi, đã mình chém gió nhưng mà anh nói có cơ sở khoa học chứ đâu phải. Thì đó không, rồi em chỉ rút ra thôi đó, nó như mình nó nói cũng hợp lý. Trời ơi, ta biết lỗi bây giờ em nghĩ là nhận lỗi, bây giờ có lỗi có nghĩa là đằng này là biết lỗi, Diệu Minh nhận lỗi hả, và xóa lỗi luôn, và xóa lỗi luôn. Và thậm chí là có những cái là phải coi như là đương nhiên coi như là đưa nó theo quy luật tự nhiên. Đương nhiên luôn, bây giờ coi như là nhà anh Hữu luôn là có nguyên một cái viện khoa học, tất cả những cái câu chuyện gì đều có khái niệm khoa học đó. Sao bởi vì sao, bởi vì mình làm cái gì cũng khoa học. Bởi vì anh nói với Diệu Minh nè, tại vì em là có tên Diệu, có nghĩa là khi mà cha mẹ em sinh ra đời đó thì mong muốn em có cái gì cũng giữ em cũng là tốt này đó. Tất cả Diệu Minh không, à tính ra nghe em nghe nè Diệu Minh nè, ở đời đó từ nhỏ tới lớn đó em có bao giờ là em là người không có lỗi lầm không? Không thì đúng rồi, em có lỗi chứ, nhưng mà em không có đủ kỹ năng mà xoay chuyển tình thế. Không có xoay chuyển tình thế và không để đứa đó thành là đương nhiên. Bởi thành một cái triết học, một cái khoa học. Bởi vì trình độ của em mới sơ cấp thôi. Dạ đúng. Thì em đi sống vài chục năm nữa, được không? Em sẽ hiểu, em sẽ hiểu được liền lệ anh nói. Thôi thì bây giờ em cứ mong là các anh nào đó mà đang nghe chương trình này thì mình cứ sợ mà ở cái mức sơ cấp thôi các anh ạ. Nó cũng đỡ nguy hiểm hơn. Chứ cái mình lên tới trung cấp rồi cái đại học rồi xong rồi mình viện tới sĩ viện hàn lâm thì nó hơi cực cho cái gia đình của mình, nguyên cái sở khoa học, nguyên cái viện khoa học nó nằm ngay đó nữa. Như bất kể vấn đề gì mà ngồi xuống cũng là cái gì này cũng phải có khoa học đó, mà đó chị mà anh, mà em nghĩ chắc chị nhà chắc hạn chế nói chuyện luôn á, phải không anh? Tốt nhất là không tranh luận không với anh, đúng không? Ở nhà là hai viện sĩ gặp nhau. Wow, nãy tôi nói rồi, hai viện sĩ là ghen cấp viện sĩ, có nghĩa là sau một thời kỳ nói, sau một thời kỳ tranh cãi, ví dụ 5 năm nói rồi 5 năm tranh cãi rồi bắt đầu là im lặng. Em nghĩ là cái im lặng đó không phải im lặng đáng sợ, mà lúc đó là gì, là trao đổi bằng tiềm thức. Em còn nhỏ, em hay là nó nguy hiểm anh? Không, ở đời nào có gì nguy hiểm. Không, lúc im lặng nó nguy hiểm không? Hay là nó hôn mê anh, nó phải vào tình trạng hôn mê sâu không? Em biết sao tập yoga, em thích tập yoga nè, im lặng đạt một đẳng cấp mới là thiền, là thiền định. Tại vì tụi em chưa có hiểu cái này. Radio Cà Phê FM 99.9 MHz. Sau khi gặp cái người đàn ông này thì mình lại phát hiện ra nó sợ vợ, đôi khi là nó cũng nó hay chứ nhưng mà thực ra mà cái cách của anh Luân á nó cũng làm cho mọi người cảm thấy hoang mang. Em hoang mang gì em nói nghe coi. Không, hoang em mang nghĩ là em đã gặp một người sợ vợ đẳng cấp.
À, đúng, 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 đúng. Mà nói là cực kỳ đẳng cấp. Bây giờ đúng em hiểu là tại sao mà anh nhận là viện sĩ viện hàn lâm. Viện sĩ là mình tự nhận luôn, anh tự cấp bằng anh luôn. Chứ không anh tự cấp bằng khỏi cần cái gì. Thì em thấy là sau khi gặp anh Lương thì mình mới hiểu thêm ở một cái cấp độ sợ vợ khác mà từ trước giờ mình không có hình dung ra. Đúng rồi. Rõ ràng mình không có hình dung ra. Chứ giờ mình chỉ nghĩ ra cái mức cơ bản thôi. Mình bây giờ mình là chỉ đúng rồi. Sơ cấp thôi. Dừng lại ở mức độ sơ cấp. Thì hôm nay mình tại quán cà phê radio này thì mình gặp anh Hữu Lương và mình trao đổi là mình được biết thêm ở một cái đẳng cấp sợ vợ khác đó. Và mình nghĩ là qua cái câu chuyện ngày hôm nay á, thì mỗi người á, là sẽ tự rút cho mình một cái bài học kinh nghiệm có thể là theo bản thân mình hoặc kết hợp với những cái bài học mà của anh Luân chia sẻ. Là đừng, thôi đừng kết đừng, hợp, đừng kết hợp đó, tôi xin đó. Nghe không kết hợp phụ nữ kết hợp nghe nói nè mình lại nghe nói là tại vì hiện nay anh đang nói chuyện với ba phụ nữ. Đúng không? Ba phụ nữ thì anh khuyên phụ nữ như thế này để nói. Anh thường hay ghé thăm ở các bệnh viện, đặc biệt là viện tim. Hiện nay là ở thành phố mình có khoảng chừng 3.000 bệnh nhân bị tim mà phải chờ mổ. Thì một trong những nguyên nhân là người ta sợ vợ. Thế này em biết như thế này. Cho nên là anh tìm hiểu là một trong những nguyên nhân mà người ta đột tử là chết là bởi vì sợ vợ. Thế nó nói sợ vợ tức mà chết. Để nói cái này anh nói với em hết sức nghiêm túc và thật. Tuy mình đùa như thế để chi? Để trong những cái gia đình đừng bao giờ để người chồng sợ người vợ. Tại vì sao? Hoặc người vợ sợ người chồng. Mình nói vậy để chi? Để mình hiểu, mình vui đùa. Nhưng kết luận lại là gì? Đừng bao giờ để sợ. Như là có, cái chuyện sợ đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe trực nó tiếp. Nó ảnh hưởng sức khỏe trực tiếp. Và tôi nói luôn là tôi cũng ghé thăm bệnh ung thư. Nếu các bạn ở đây vào cái trung tâm bú là bị ung thư rất là nhiều. Là vì người ta bị ức chế. U sinh ra u. Có nghĩa là tức nó không được. Để chồng mình mà vợ mình tức nó không được. Do đó cho nên là tức hoài thì u buồn. U buồn sinh ra u. Do đó cho nên là những cái người mà bị bệnh ung thư đa số là những người bị ức chế nhiều năm. Một ngày là 10 lần học. Đúng rồi. Không. Y học. Y học. Y học. Y học. Không, tại vì sao? Vì khoa toàn nghe là con người là một cái thể hoàn chỉnh của hỷ nộ ái ố. Tự nhiên tụi em tách ra cái nỗi sợ thôi. Thì anh nói mình nỗi không, sợ cái vụ mà sợ mà gây bệnh á, là nó chỉ rơi cái trường hợp là sợ sơ cấp á. Sợ viện sĩ thì đâu có đau tim đâu. Không thì đó thì bởi vì chính vì thế anh mới đủ khả năng anh nói chuyện với ba em. Và anh nói với em là anh nói chuyện với một chục em cũng thế thôi. Làm sao nói lại anh, cái anh nói luôn, đúng không? Không bao giờ nói lại anh được, đúng không? Mà cái điều này thanh biến rồi. Không có, nói không lại là tại vì anh nói bậy và anh vẫn xem đó là chân lý. Đấy là tất cả những gì em nói ra là đúng, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chân lý của anh mặc dù là nó tùm lum tùm la nhưng đối với anh nó vẫn thì là nó chân lý. Thì nó là chân lý Hữu Lưng. Chân lý Hữu Lưng, bởi lại là vậy. Có nè, chữ ký đàng hoàng thôi. Nè, Hữu Lưng ký tên, không cần đóng dấu. Radio Cà Phê FM 99,9 MHz. Hình như là tất cả những gì mà anh Luân nói á, là nó đúng hết. Nhưng mà khoảng đâu mà chín mấy năm sau á, đó mình lại anh Luân ơi, cảm ơn anh nha. À đúng rồi, đúng rồi. Anh nói đúng quá à rầu. Tại sao? Bởi vì em nhớ là tuổi trẻ là tương lai của tuổi già. Ủa, tuổi già là tương lai của tuổi già. Nói thấy chưa? Dạ, vậy là hiểu rồi đó. Hiểu rồi ha. Bữa hôm nay sau cái cuộc trò chuyện này tụi em cũng cố gắng hấp thu. Thì đơn giản thôi. Cố gắng hấp thu và cũng cố gắng không để cho nó hấp hối. Em nhớ là gì? Là em cứ để tự nhiên thôi, đừng cố gắng, đừng cái gì cố gắng em. Đúng không? Đúng rồi. Để nó thấm, đúng không? Em nhớ là ở đời này phải có người nói bậy bạ thì mới biết cái người nói đàng hoàng. Chị Thanh em là nói đàng hoàng đó. Không, nói chung là hôm nay là mình có biết thêm một cái khái niệm về sợ vợ. Nói chung là cũng thú vị. Em biết sao? Tại vì sao? Đáng giá đãi cà phê không được luôn. Em biết sao? Tại vì sao? Bởi cái đề tài này là nhiều cái chương trình nói rồi. Mình có phải có cái gì mới chứ không lẽ giờ anh nói giống như kia, đúng không? Phải có sự sáng tạo. Anh muốn gì mỗi lần mình nói phải có sự sáng tạo. Em biết không? Cái mới bao giờ nó cũng hết sức là yếu đuối. Thậm chí nó sai lầm nhưng nó mới. Nhưng mà hôm nay là sẽ rất là nhiều chị em phụ nữ cảm thấy trân trọng người đàn ông ở bên cạnh mình. Tại vì có cái để so sánh. Đúng rồi. Nếu lỡ đó có người phụ nữ nào đó là yêu thương chồng của em thì em mới nhớ là mình là phụ nữ với nhau.
phải hết sức là chia sẻ. Thấy chưa đó? Không, anh nói đây là cái góc độ về đạo đức xã hội nha. Lúc đó thì mình sẽ xin số điện thoại của bà xã anh Vũ luôn. Đúng đấy, anh nói với em nha, là nghe nè, tại vì sao? Bởi vì nói gì sợ nói vậy mà. Để nói với cái trường hợp đó chắc chắn sẽ xảy ra. Anh tư vấn cho tụi em luôn, và anh biết là trên sóng phát thanh có nhiều người. Là gì là thí dụ như là chồng của mình đi đâu, không phải tâm lý học. Chồng của mình đẹp trai, của mình thì tốt là đẹp các thứ thì là gì, là có người phụ nữ đó là yêu thương thôi. Thời gian này chị mời cô Lý Thị Mai, mời cô Lý Thị Dung vậy. Là yêu thương à? Tự nhiên á là em á là Diệu Minh nè, đẹp như thế này, Thảo là ghen luôn, là chạy rồi thôi, là cự nữ á, là sát rồi, thậm chí là độ chắc còn cháu cũng phụ nữ với nhau không? Mà đi ghen, mà đi đánh phụ nữ thì anh nói đi em, tụi em ác lắm mà nói em biết. Thôi cái đó để bữa khác rồi. Rồi cảm ơn anh Hữu Lưng, cảm ơn em muốn Thảo xin tố không mà em xỉn không nhìn đã cùng bởi vậy đã cùng tới khổ một buổi cà phê mà phải nói nó vô cùng là hỗn hợp và nó hỗn tạp đó, thì mỗi người là tự tìm một cái hương vị riêng ha. Và nói chung là hôm nay là cái quán cà phê của mình tuy là nó cũng hơi hoang mang, nó hơi lộn xộn một tí, nhưng mà thôi thì mình tự sàng lọc ra và mình tự chọn một cái thức uống nào đó nó vừa với khẩu vị của mình đi ha. Miễn sao đừng tự tử là được. Mình tự sàng lọc những lời ngày hôm nay anh Luân nói, coi lụm được chỗ nào thì lụm, chứ giờ mình cũng không biết lụm chỗ nào. Tôi hôm nay rất là cảm ơn tụi em ha. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn các thính giả, và chúng ta nhớ chương trình sẽ phát lại 14:15 ngày thứ tư, hoặc là các thính giả có thể nghe thông qua các app điện thoại của VOH và lên trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.